Hi, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của Một Gia Đình nha. Nay mình giới thiệu cho mọi người cái mẫu ghế dây căm Việt, Lào, Campuchia. Và mọi người có thể thấy là trên thị trường hàng căm thì nói rất là nhiều thứ. Nhưng làm sao để mình biết được là nó là căm Việt, căm Lào hay Campuchia? Thì chẳng qua là cái này là phụ thuộc đa phần là mình tin vào cái nơi sản xuất người ta nói như thế nào thôi. Và ở đây là mình sản xuất luôn nha mọi người. Để mọi người có thể thấy những cái cây này. Đây, cây căm nó như thế nào? Đây, nó sẽ như thế vậy nha mọi người thấy không? Chất cây của nó thì nó sẽ màu hơi kem kem này. Có thể trên ống kính mọi người sẽ không thấy rõ nhưng mà nó vẫn có phần nào đó thể hiện đúng nha mọi người. Đó, đây là mặt sau của nó này. Đó. Và khi mà bên mình sản xuất ghế dây thì mọi người có thể thấy là phải xài những cái cây to như vậy nha. Chứ không phải là đơn thuần là mọi người xài những cái cây bé. Tẹp xong rồi cắt ra, không phải đâu mọi người. Những cái cây đó thì mình chỉ làm những cái đồ thật là bé thôi. Còn mọi người sai, phải cây phải to to một xíu thì mọi người mới cắt được những cái cây tương đối gọi là đẹp. Còn nếu mà mọi người muốn chính xác hơn nữa thì mọi người có thể ghé bên mộc, mọi người coi này. Cái sớ vân của cây căm xe nó rất là đặc trưng, mọi người thấy không? Nó như cây gỗ đỏ Việt Nam luôn á, sớ nó rất là bé, rất là mịn. Chẳng qua là cái sắc màu của nó không có được đậm như là của cây gỗ đỏ thôi. Nhưng mà về độ cứng thì sao? Trời ơi, khỏi phải chê nha mọi người. Tại vì căm xe thì từ nói chung là rất là nhiều cái tủ thờ căm xe mọi người có thể thấy xài đến bây giờ mà vẫn còn chưa hư. Cả trăm năm rồi nha mọi người. Đó. Do vậy thì mọi người có thể thấy là hàng căm xe thì hiện tại là đang là giá của nó rất là mềm nha mọi người. Một người xài những cái ghế dây này chỉ có 3 dây, giá của nó chỉ đang là 3,2 triệu thôi nha mọi người. Và mọi người để ý này, cái phần nan này ấy, thì nó sẽ là nan bo cong. Và thường nó sẽ là nan nhỏ nha mọi người. Nan nhỏ. Và thiết kế thì mọi người có thể thấy là tại sao mình làm cái nan nhỏ mà không làm cái nan bản to. Thì mọi người có thể thấy là khi mà mình nằm như một cái ghế massage ấy, thì các cái điểm này nó tiếp xúc. Điểm tiếp xúc càng nhiều ấy, thì mình nằm nó càng êm. Và nó sự thoải mái, cái độ cong của nó cong đều hết lên. Do vậy khi mọi người làm những nằm những cái nan mà nó càng nhỏ thì nó càng chất lượng. Và bên cạnh đó là cái ghế dây này đó là bên mình thiết kế là thiết kế 3 dây. Mọi người thấy những ở ngoài thị trường thì người ta chỉ làm 2 dây thôi. Do vậy thường thì mọi người chỉ xài tầm khoảng 10 năm thì nó đã ra đi rồi. Hoặc là làm những cái dây đẻo á. Thì nó ra chất lượng của nó, loại dây này á, ở ngoài thị trường rất là nhiều. Còn hàng bên mình thì tất cả phụ kiện đi kèm theo nó đều là phụ kiện tốt hết. Do vậy mọi người có thể xài, bên mình bảo hành cái ghế này cho mọi người là 5 năm đứt dây thì sẽ được đổi mới nha mọi người. Đứt dây hay là gãy cái gì thì sẽ được đổi mới. Thì mọi người có thể thấy là cái chính sách của bên mình xây dựng đấy là để xây dựng một cái thương hiệu. Không phải là chỉ một năm mà là rất là nhiều năm nha mọi người. 3,2 triệu mà xài đến mấy thế hệ. Và nói như vậy thì cũng không đúng. Tại vì do là mọi người có thể thấy cái loại dây này này. Đó. Cái dây này ấy, thì nó chỉ xài được một thời gian thôi. Đồng ý là như vậy đúng không ạ? Nhưng mà do là cái chất cây này này, mọi người hư dây thì mọi người có thể thay dây. Do vậy mọi người có thể, như Mộc nói với mọi người là mọi người xài 5-60 năm là chuyện bình thường. Rất là ok nha mọi người. Đây, cho mọi người xem nốt những cái ghế còn lại. Không chỉ có một ghế đâu nha mọi người. Đây là mình đang làm một lần sản xuất á. Thì mình sẽ phải lên một lô là 10 ghế như vậy. Đó, lên rất là đẹp nha mọi người. Chất cây căm xe, đúng chất cây nha mọi người. Quan trọng là đúng chất cây, không pha cây tẹp. Đó, mọi người mua những cái sản phẩm này mà pha cây tẹp vô thôi thì nó đã thứ nhất là nó xài không được lâu rồi. Đó. Và cái thứ hai là mọi người xài mất đi giá trị. Một cái ghế chuẩn hàng đẹp, chờ căm xe, zin, Lào, Việt Nam, Campuchia. Mọi người thấy thì sao? Đó. Rồi. Cần để lại tư vấn hay là thắc mắc gì thì mọi người có thể gọi cho bên xưởng gỗ Một Gia Đình nha. Và những cái mẫu này bên mình vận chuyển từ Huế đến Cà Mau, miễn phí vận chuyển trong vòng 40 km. Và nếu mà khách ở xa mà muốn sử dụng những cái mẫu này á, thì mình chỉ có thể ship được là vận chuyển theo kiểu là mình tháo rời ra, xong rồi mình đóng thành một khối. Thì mình sẽ có làm clip hướng dẫn. Được thì anh chị có thể tham khảo cái clip hướng dẫn đấy về làm lại. Nhà có trai trẻ làm mấy cái này chắc mấy giây là xong. Rồi, nếu thấy clip của mình hay thì mọi người có thể ấn like để ủng hộ mình nha. Một Gia Đình cảm ơn và chào tất cả mọi người.